đường Phú Định nè, cầu Phú Định nha. Rồi đó, mình rẽ vô trong cái đoạn đường này. Đoạn đường này á, mình cũng đi hoài à, đường Nguyễn Ngọc Tinh. Mình hay đi cái đoạn đường này đó. Bởi vì sao mình thích đó, nó dọc dọc theo bờ kè đó, đi á, mình thấy thích ghê. Nó thấy yên tĩnh đó nè. Hồi xưa á, mình thích ồn ào lắm, thích náo nhiệt lắm. Còn bây giờ á, mình chỉ thích đó, cái nơi nào á, mà nó thật sự nó yên tĩnh đó, không có ai càng tốt. Mình thích như vậy đó, thấy không, bờ sông nha, nó dọc 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 theo bờ sông nè, có cây dừa nữa, mà cây dừa trái người ta hái hết rồi, mấy cây dừa này ở đâu có còn trái nhỏ xíu xíu rồi, người ta canh mấy cái trái bự của người ta hái hết rồi. Đó xong rồi, cái sông ngày hôm nay thấp nha, thấp lắm đó. Mình thấy được cái lỗ cống. Có hai cha con đi đi bán phế liệu hay gì đó. Để vô đây nhá. Chim hót, người ta nuôi chim á, nó hót. Mà sao á, nhiều người á họ thích chim hót nha. Nhưng mà đối với mình nó hót cả ngày thấy nó ồn ào chứ đâu có thấy thư giãn gì đâu. Mình á thì mình thích nuôi chó hơn, mặc dù á là nuôi chó rất là ồn ào, lúc nào nó cũng sủa hết á, nó gặp gì nó cũng sủa hết á. Nuôi mèo á thì nó đỡ hơn. Giá như đó mà mình có một cái con mèo hay một cái con chó vậy đó, mình đi cùng vợ mình sẽ chở nó đi theo, chở nó đi chơi. Nhưng mà nhà mình chật lắm, không có chỗ nuôi. Mình thích nuôi chó từ lúc mình học tiểu học tới bây giờ, ở ước mơ đó, ước muốn nó chưa có thực hiện được. Đó, mình lại ra được đường Phú Định rồi. Ở đây là đường Phú Định nha, không phải là Mới Phú Định. Mới Phú Định là chỗ mà Phạm Phú Định á, nó là Mới Phú Định, còn đây là đường Phú Định thôi. Nhưng mà dù sao á, thì người ta vẫn hay gọi trên cái đại đường này á, người ta hay gọi là Mới Phú Định. Đoạn đường Mới Phú Định có con bé này, nó thấp chủng quá. Trong trống xoay kìa, có cái chị bên đây chị bán vé số rồi chở thêm cái thùng bút rồi mình nghĩ là bán thêm nước hoặc là thêm rau câu gì đó. Bây giờ bán vé số cũng đâu có đủ sống đâu mọi người ơi, không có đủ sống đâu. Thấy trời ơi, đi cả ngày chờ luôn, bán được 100 tờ vé số cứ được 100.000. 100.000 mà nghỉ đi ăn hộp cơm hết 35.000 rồi. Hộp cơm 35.000 rồi. Đâu phải á, người ta thấy mình nghèo quá là người ta bán cho mình hộp cơm 10.000 đâu, đâu có đâu. Coi lúc đó mình xin á, người ta cũng cho thì. Nhưng mà hầu như á là đa phần á xin không có cho hết á. Chứ á họ bán 35.000 phần á, ăn ăn không ăn thôi. Nói chứ đâu có ai cho. Có mấy người bán dạo dọc ở trên đường Với Phú Định nè, người ta bán cái cây á, thấy để khoảng mười mấy ký ổi rồi, rồi bán seri, chục ký seri nữa. Thấy cái người bán ngọ đó đó, họ ngồi họ tưới nước cho cái cây, mấy cái ổi họ nâng niu đó. Tại vì nếu mà có người mua thì những cái trái ổi đó đem lại tiền cho họ mà, nhưng mà một ký ổi đâu có nhiêu tiền đâu, mười mấy 20.000.
nhiều lúc đó thấy nhiều thứ nó mong manh quá, rất là hồi. Đây là cầu tạm Rạch Lép nha. Hôm qua mình, hôm bữa mình cũng đi rồi đó.